Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài trang số 32. Hôm nay cô Vân sẽ hướng dẫn cho các con bài Theme from New World Symphony. Và chúng mình sẽ học một nốt nhạc mới đấy, bây giờ chúng mình cùng quan sát nhé. Chúng ta đã học nốt Do, Re, Mi, Fa ở khóa son rồi. Và nó là C, G, E, F. Hôm nay thì các con sẽ học một nốt nữa là nốt son G ở khóa son. Và nốt son này thì được viết ở trên dòng 2 của khóa son nhé các con. Còn nốt son ở khóa pha thì chúng ta đã được học ở mấy bài trước rồi. Bây giờ thì chúng ta phân biệt nốt son trong bản nhạc này nhé. Cô sẽ chỉ trước cho các con. Đây là nốt son này ở trên dòng 2 của khóa son. Nốt này cũng là nốt son nhưng đây là son đen, đây là son tròn. Hay chỗ này cũng là son nhưng đây là son trắng chấm. Đó, thì các con nhìn thấy nốt nào ở trên dòng 2 của khóa son thì tên là son nhé. Bây giờ cô Vân sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt nhạc của bản nhạc này. Chúng ta cũng nhìn thấy là khóa pha thì không có nốt nhạc nên chúng ta chỉ cần đọc nốt của khóa son thôi. Bây giờ cô lấy nhịp đều nhé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mi, 2, 3. Son, son, 2, 3, 4. Mi, 2, 3. Re, do, 2, 3, 4. Re, 2. Mi, 2. Son, 2, 3. Mi, re, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mi, 2, 3. Son, son, 2, 3, 4. Mi, 2, 3. Re, do, 2, 3, 4. Re, 2. Mi, 2. Re, 2, 3. Do, do, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ở phần đóng khung này, các con sẽ có bài tập là viết nốt son theo sự chỉ dẫn mà chúng ta đã học. Nốt son khóa son tròn này, nốt son khóa pha, nốt tròn này. Rồi ở ô này thì chúng ta sẽ viết nốt son ở cả hai khóa với son trắng này. Chỗ này thì son trắng chấm và chỗ này là son đen. Các con lưu ý là chúng ta sẽ viết cả nốt son trên khóa son và nốt son ở khóa pha nữa nhé. Đó là phần đóng khung mà chúng ta nên làm để chúng ta nhớ vị trí son ở trên bản nhạc. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn xong cho các con phần lý thuyết của bản nhạc này. Bây giờ thì các con cùng quan sát, cô sẽ hướng dẫn cho các con ở trên phím đàn nhé. Các con sẽ đặt tay ở vị trí đô để cô chỉ cho các con phím son trên đàn nhé. Đô, rê, mi, fa, son. Như vậy, phím son chúng ta sẽ chơi bằng ngón số 5 của tay phải nhé. Ở bài học này thì chúng ta không có nốt nhạc ở khóa pha, như vậy chúng ta sẽ được nghỉ ngơi tay trái và các con đặt tay ở vị trí đô trung tâm. Chúng ta nghe cô làm mẫu và chúng ta nên hát nốt nhạc theo nhé để nhớ giai điệu của bài học này. Bây giờ cô sẽ bắt đầu với nhịp 4-4. 1, 2, 3, 4. Mi, 2, 3. Son, son, 2, 3, 4. Mi, 2, 3. Re, do, 2, 3, 4. Re, 2. Mi, 2. Son, 2, 3. Mi, re, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mi, 2, 3. Son, son. Bản nhạc này có khi là rất là quen đối với các con đúng không? Bây giờ thì cô sẽ làm mẫu với lại nhạc ở tốc độ chậm và tốc độ nhanh. Các con quan sát và tập theo nhé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
4. Quay lại. 2, 3, 4. Trang 32. Các con luyện tập bản nhạc này và chúng ta lưu ý là thẳng lưng, ngồi chắc chắn, chân đặt ở dưới mặt sàn này. Mắt nhìn bản nhạc, hát được nốt nhạc lên thì càng tốt. Và sau đó là chúng ta học thuộc và thuần thục bài trước khi chúng ta chuyển sang bài mới nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.